anh bắt cái ghế đi ngóng trong em về quá ba một xong em mới lấy chồng được chưa anh như hồi đó em nhớ con vô cùng mà sao giờ đây em tôi quá chừng gì ta ba em như hoa hậu anh thương mấy cậu đầy đau mê đi trên lưng châu ghé đâu trên bờ đê vì nhà mình sống đôi mình sống có chi mà cười chi chuyện gì mà khó quá đã có anh thôi con kiến ở trên lầu cao Hello các bạn. Tiếc quá các bạn ơi. Mà thấy gì đâu. Gió gãy. Cái nhánh này là nhánh mảng cầu đỏ mà mình mới vừa ghép vừa năm vừa rồi có nó thành công quá bạn. Gãy tiêu mẹ nó hết rồi. Ý mà mình có kìm cây á nha. Theo như mình nghĩ các bạn. Thì các bạn ghép trong năm nay cái gì mà nó ra các bạn giỏi lắm cho các bạn cho con trái rồi đừng có cho nhiều quá. Các bạn cho nhiều quá. Cái nhánh nó chịu không nổi các bạn, cho dù mình buộc cây luôn nha, mình có cây mình chống cho nó nè, các bạn thấy không? Nhưng mà tại hôm qua gió mạnh quá các bạn ơi, gió rất là mạnh luôn, uổng không? Đây nè, quá uổng luôn á. Cái này mình nghĩ ăn không ngon đâu nhưng mà mình sẽ thử các bạn, nó cũng hơi già già, nó chuyển màu rồi, màu uổng quá các bạn ơi. Ồ, trái này muốn chín rồi. Cái này hơi mềm mềm ơi. Cái này hơi mềm mềm. Quá là uổng luôn. Các bạn thấy không, mình buộc dây nè, nó còn dính cứng ngắc nè. Đây hai ba mối luôn. Mà tại vì gió mạnh quá. Uổng ha. Mà ngày phát triển rất là lẹ luôn. Cái nhánh này nè, phát triển cực kỳ là lẹ. Là tại vì mình vừa ghép năm vừa rồi đó là nó bự lên rồi nó ra trái luôn trong một năm luôn các bạn. Cho nên mình khuyên các bạn á, khi mà các bạn ghép á, các bạn đừng có cho trái vào cái năm đó, các bạn nên dưỡng cây giống gì nè, các bạn dưỡng cho nó phát triển cho cái thân đồ nó khỏe ra rồi xong xuôi cái nhánh nó lành đó bạn, thì nó tốt hơn là mình cho trái liền nha các bạn. Tại vì mảng cầu đỏ nó đậu trái, tự đậu trái rồi xong xuôi rồi cái nó gì luôn không biết sao giờ. Thôi sao trái nó mềm mềm ta, mới hôm qua gió à mà mì nó gãy luôn đó, tiếc ha, quá tiếc luôn. Rồi cho dù mình buộc cây mình nẹp lại mà cái em này thành công lắm nha. Cái em này nè, em này là em phát triển nhất luôn á, vừa ghép trong năm, ghép hồi lúc tháng 3 nó phát triển, nó bự bự, nó đậu trái rồi nó gì, mình thấy nó ok quá mình buộc cây. Rồi ngày hôm qua gió mạnh quá, mà hôm qua gió rất là mạnh luôn các bạn, gió mà nó hú, trời, mình ở trong nhà mình nghe nó hú dữ lắm, mà nhiều người bị lắm các bạn ơi. Bạn mình Darren Lee cũng bị gãy mấy nhánh, mà mấy cây mới ghép á cũng bị chóc ra tùm lum hết à. Uổng ha, không nhận. Ai, người tính không bằng trời tính nha các bạn. Bây giờ phải ghép lại rồi chứ làm sao giờ, nhiều khi mình đâu có muốn nó xảy ra tình trạng gì đâu. Cho nên mình khuyên, cái lời khuyên ok các bạn là các bạn ghép năm nay, thí dụ tháng 3 năm nay mình ghép mà nó có bự có trái, các bạn để ăn trái duy nhất thôi nha. Và khi có trái các bạn phải dùng cây nẹp nè, các bạn giữ cái nhánh nó lại cho nó chặt dưới cái chỗ vết thương, tại nhiều khi nó không có lành hẳn đó bạn. Các bạn thấy không, nó bị chóc ra nè, nó bị ngã ra từ cái vết thương nè, các bạn thấy không? Cho nên không nên để trái, còn nếu để thì để ăn trái rồi mình để ăn đóng luôn. Coi nè, các bạn thấy trái nè, trái nè, trái nè, ý mà mình lặt bớt bỏ rồi đây nha, mà nó còn sáu trái, tại vì mảng cầu đỏ nó từ đầu trái nha các bạn,
cái này mình không có thụ phấn, tự đậu nó đậu trái luôn á. Rồi ok, thôi giờ mình sẽ kiếm cái giống gì khác mình sẽ ghép lại nha, chứ gì là quá uổng luôn. Mình thấy cái này là thành công nhất, là cái cây này mình có được 5 giống. Một, cái này là Hoàng Đế Phúc 2 SSE Lisa. Thôi giờ mình ghép cái này là Giant Do Thái hoặc là cái gì Sinus các bạn. Sinus không biết mình còn không, để mình kiếm coi, nếu mình có mình ghép vô nha. Rồi quyết định gì luôn các bạn ơi. Ok bạn, thì bây giờ mình phải cắt nó bỏ bạn ơi, chứ giờ nó gãy gì rồi sao giờ. Đúng không, quá uổng ha, quá uổng luôn. Cái này thành chịu cho biết sao giờ. Rồi mình bỏ nó, nếu mà mình có nẹp đồ đàng hoàng kiên cố đó nha, mà gió mạnh quá các bạn ơi, gió mạnh quá đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Cái này là Do Thái đỏ, ok, giống như nó không có duyên rồi, nó đã đậu éo với thiên gước 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 rồi nè, nó vậy là mình đành chịu thôi. Bây giờ mình sẽ ghép cây khác chưa. Bây giờ cây nhà lá dừa ở nhà có gì thì mình ghép cái đó nha các bạn. Đây trước nhất là mình phải clean up nó đi, clean up nó các bạn. Uổng quá, cái cây này là thành công mỹ mãn mà phát triển rất là tốt luôn, mà lại các bạn thấy không, tươi rồi gói nè. Nên công tình. Ok, bây giờ mình sẽ ghép giống Do Thái ở nhà mình có nha. Do Thái ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Do Thái là ăn là cũng ngọt ngọt thanh đó. Thì nói chung là Do Thái dễ ăn lắm các bạn, ngọt, ngọt thanh, dai. Trái cũng to mà dễ đậu trái nữa. Ok, bây giờ mình sẽ ghép Do Thái xanh nha các bạn, Do Thái xanh. Ok, trước các bạn, trước hết thì mình phải chuốt niêm nha. Thì chuốt niêm thì cũng đơn giản lắm các bạn ơi, các bạn cứ chuốt ra. Khi nào các bạn thấy cái thanh gỗ nha, dao này lột dưới rồi ta. Ok bạn, bây giờ mình có một cái cây, một cái nhánh mình đã chuốt rồi xong xuôi á, mình sẽ cho nó hướng về đây nha, cho nó hướng về đây đi, cho nó rộng rãi qua vô cái vỏ đó, đặt xuống một chút, mình canh cho phản dừa hoặc bự hơn chút cũng sao bạn, gạch xuống một chút, gạch xuống một chút, that's it. Xong xuôi mình lấy cái mũi nhọn của cái dao nè, mình khoanh khoanh chỗ cái vỏ với cái thanh gỗ ra nha các bạn. Làm chi bạn, mình là mình để cái cây mình xuống cho nó dễ á. Nè cái cây mình nè, bạn thấy không, mình cắm xuống, mình cắm nhẹ nhẹ, mình lắc nha, lắc nhẹ nhẹ. Ok, mình phải cho nó dính nha các bạn, đừng có cho nó đi ra ngoài quá. Mình lắc nhẹ nhẹ xuống hết chưa, để mình qua mình coi nó xuống hết chưa. Ok, nó xuống hết rồi, như vậy là xong rồi, mình quấn lên thôi các bạn, đơn giản vậy thôi. Mình lấy băng keo đen, băng keo đen mình cắt một cái một đoạn dưới đó, rồi xong chưa băng keo xanh. Băng keo xanh cái đó là loại bự thì cái đó bự thì mình sẽ lấy cái loại bự bự để mình quấn đấy nha các bạn. Hôm xưa mình quấn lên ha, mình quấn mới đầu đoạn này thì mình quấn nhẹ nhẹ, mình nương tay là mình giữ cho nó chặt các bạn. Hôm xưa cái đoạn thứ nhì bắt đầu mình siết chặt đi nha, mình siết cho nó chặt lại, cho nó bị cái da của cái này là dính với cái cây nhánh mình ghép vô nha, cho nó bị chắc vô, ép hai cái lại các bạn.
mình ép cho hai cái lại nha, con xô mình quắn vô đây luôn. Mưa nữa ta, con xô cái mình gịch băng keo lại nha các bạn, gịch vừa vừa thôi nha các bạn, mà gịch chặt quá nhiều khi nó sợ nó bung á, sao mưa hoài ta. Ok, như vậy là xong. Giờ mình lấy ni lông mình bịch lại nha các bạn, lấy bao ni lông mình bịch lại. Mưa nữa ta, sao nói hết mưa mà sao mưa nữa, khổ thiệt nha. À, mưa cái này là chật tự nhiên mưa luôn á. Mưa thì mình phải bao cái này lại nha các bạn, tại vì tránh nó nước vô các bạn, đừng có để cho nước vô nha. Nước vô cái vết thương nó lâu lành thì nó sẽ bị hư cái nhánh đó. Vậy là mình xong rồi, đơn giản vậy thôi. Ok nha các bạn, thì bây giờ mình cũng đã xử lý xong em nó. Thì nó gãy thì mình phải ghép lại, các bạn thấy nhiều khi nó bị xui chưa, các bạn thấy không? Mình mấy em này nè, mình ghép xong nó đã thành công rồi, mình phải lấy cái cây mình kẹp nó lại, các bạn thấy không? Giữ nó ok, mà tại cái này do nhiều trái quá mà. Do rất là nhiều trái mà giờ trái cũng nặng bự rồi. Cái này cũng chín luôn rồi các bạn. Đây. Cái nhánh ra cũng bự luôn nè, các bạn thấy không? Cái nhánh mình ghép nhỏ xíu nè. Cái đầu ghép nè, nhỏ xíu nè mà giờ nó bự cho bá lửa rồi, thấy không? Uổng quá. Mà mình dùng hai nẹp đó nha, hai cây để mình kẹp ảnh lại, mà gió mạnh quá làm bị gãy luôn. Ok nha các bạn, thì mình khuyên các bạn khi mà mình ghép mà nó đẩy mạnh qua đó, nó phát triển nó cho trái luôn á, thì các bạn đừng có nên cho nhiều trái nha, cho ăn trái thôi các bạn. Rồi sen năm á, khi mà nhánh nó đàng hoàng ok, everything ok rồi mình cho nó nhiều trái hơn. Ok nha các bạn, đừng không quên là mình phải dùng cây mình nẹp cái nhánh nó lại, các bạn thấy không? Mỗi một cái nhánh mà mình ghép vô mình có cây mình giữ nó lại nè, đặng chi đặng cho cái vết thương này nó lành đó bạn. Khi nó lành nó ok rồi, nó muốn làm sao cũng được. Ok nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video mình nha. Thì video mình chỉ mang tính cách chia sẻ thôi. Thì xui quá nó bị gãy thì giờ mình ghép lại thôi bạn. Thì cách ghép của mình cũng đơn giản vậy thôi. Thì mình đậy cái này khi nào mà hết lạnh nữa các bạn. Hết lạnh thì mình tháo ra, mình nghỉ chừng tháng nữa thôi. Bước qua giữa tháng 4. Tháng 4 mình nghỉ tháng 4 là tháo cái này qua được rồi. Ok nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.